Cho bác ký vào tất cả 6 cái chi tiết này. Ừ, cháu ký đi. Hôm nay là 24 tháng 3 năm 2017. Ngày này ông lên hẳn mạng luôn. Và gia đình Đồ Gỗ Đức Hiền là rất cảm ơn các bác, và chúng tôi cam kết cái bộ bàn ghế này 100% bằng gỗ Cụ Ta Quảng Bình, và đang bán về cho bác ở thôn gì ấy bác nhỉ? Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên. Tức là bác là coi như hàng xóm của nhà tôi, cách đây chỉ có 5 km thôi. Và dù bao nhiêu năm mà mọi người phát hiện ra không phải là gỗ Cụ Ta Quảng Bình, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, và chúng tôi bảo hành cả các cái vấn đề kỹ thuật khác nữa. Tóm lại đây hàng xóm mà không phải suy nghĩ gì cả. Và tất cả cái hoạt động mua bán ở đây là đều hết sức là công khai minh bạch. Và có gì thì mời quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984666999. Ở đây thì chúng tôi hàng ngàn sản phẩm, nhưng mà tất cả là đều là đánh trần trong vắt, nguyên chất, nguyên vân gỗ, cho nên mọi người đều kiểm chứng được. Chỉ có điều mọi người chỉ thắc mắc là hay là nhầm gỗ mun vào đây thôi, vì vân nó đẹp quá. Xin thưa đây là gỗ Cụ Ta Quảng Bình là chọn vân, chỉ có chọn vân nó mới được như thế này. Đây cái đôn kia nữa, 6 thứ mà. Cháu khí nó cái đôn trà đây. Này bác đưa lên mạng này.